Hello, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Trước tiên hết thì Phương Nga xin gửi lời chào đến toàn thể tất cả mọi người đã đến với channel của Nga nha. Và Nga cũng xin gửi lời chúc đến toàn thể mọi người trong những ngày sắp tới đây được mọi sự thành công và may mắn. Và qua những cái sự việc mà tuần vừa rồi mình có theo dõi mọi thứ ở trên thông tin gọi là các mạng xã hội hoặc là những trang mạng công xã hội, thì mọi người cũng thấy là những cái sự việc mà mọi người thấy là mọi người giống như là đang hot đó, là việc mà của Khoa, Bớt và Resort, thì cái sự việc đó cũng đã trải qua một tuần rồi. Và mình coi như là cái mình giống như là cái đó mình sẽ không đề cập nhiều về sự việc đấy, nhưng tất nhiên là mọi người hôm nay cũng có theo dõi thì biết cũng nội dung xảy ra là như thế nào rồi. Và hôm nay thì mình muốn chính bản thân Nga từ sáng đến giờ, và Nga cũng giống như trong lúc mình làm việc thì mình cũng có check qua những thông tin trên mạng về giống như coi sơ thông tin để mà làm việc của mình á, thì mình cũng thấy có một số cái mà trang web người ta hoặc là bạn bè của mình cũng thắc mắc là tại sao mà họ chỉ giống như các anh chị biết là trong cái tháng này là cái tháng mà mình thấy là mọi cái việc giống như là kỳ nghỉ là sắp diễn ra, mà mọi người bạn của Nga nói là tại sao mà mình cứ check lên trên mạng tìm một cái resort chuẩn bị cho cái kỳ nghỉ sắp tới, thì luôn luôn khi mà đánh cái chữ resort trên Google á, thì kết quả lúc nào cũng xuất hiện ra cái chữ là Aroma Resort, Khoa Bớt và Piu Piu xuất hiện. Thì mình mới thắc mắc và mình cũng có đi hỏi một số thông tin, mình cũng tìm hiểu và mình nói chuyện với bạn bè mình. Thì trước tiên hết thì các anh chị thấy rằng là cái giống như cái từ khóa mà khi mà chỉ đánh cái chữ resort thôi mà những xuất hiện những cái sự việc đó xảy ra, giống như là từ mà của Khoa hay là Piu Piu hay là Aroma Resort á, thì các anh chị thấy là những cái clip đó xuất hiện thì các anh chị thấy thật là đáng sợ, có nghĩa là cộng đồng mạng rất là đáng sợ, có nghĩa là chỉ cần một cái clip của một người nổi tiếng gọi là người ta đăng lên, ta xuất hiện, thì dẫn đến là có nhiều người sẽ là nạn nhân của cái trong cái clip đấy. Có nghĩa là như thế này, có nghĩa là có thể là nạn nhân trở thành nạn nhân giống như là của đám đông vậy. Nhưng ví dụ như các anh chị và các bạn là ngoài cái vụ mà của Aroma Resort với lại Khoa Bớt, thì tự nhiên không có một cái xuất hiện của anh chàng, ví dụ như là anh chàng Piu Piu á, là anh chàng Piu Piu này thì dừng chơi khi mà bị tấn công bởi các fan mà của Khoa Bớt, thì cái tiệm bánh mì dẫn đến là cái tiệm bánh mì của anh ta bị đánh giá là một sao, và đó là nguyên nhân mà mọi người có thể tìm thấy trên mạng. Có nghĩa là ý mình muốn nói là vụ của Piu Piu thì mình không có theo dõi thường xuyên, nhưng mình chỉ có đọc lướt sơ qua thôi, thì mình không biết là giữa anh chàng Piu Piu này ảnh đã có làm gì trên cái mạng hay không, và anh ta đánh gì trên cái trang fanpage của anh ta. Thì mình chỉ đọc sơ và đại khái là mình thì tình tiết mình không có nắm rõ, nhưng mình chỉ nắm sơ qua và mình kể trên kỹ và các bạn, có nghĩa là đại khái là cái vụ việc mà của Aroma Resort với là Khoa Bớt á, thì tự nhiên là anh này anh nói là do bạn Khoa đang là cố gắng mà tìm một giống như là cái sự việc đó xảy ra đó, thì họ đang là giống như là gây ra một cái sự giống như đó là bằng Khoa là gì cái sự đó giống bốc phét gì á, thì họ đã gây ra một cái sự sao giống như làm cho cái tình huống đó trở nên phức tạp, đại khái là vậy đi. Có nghĩa là anh ta cũng hình như giống như là lên án bằng Khoa vậy á. Rồi sau đó thì những cái fan hâm mộ họ mới là chuyển cái share cái tin đó ra, và thế là họ mới ùa nhau đại khái là vô đánh một sao trong cái giống như là cái tiệm bánh mì của Piu Piu. Và cái đó thì mình không đề cập đến, chứ Nga có nghĩa là ý Nga muốn chia sẻ đây là mình thấy được cái sự là sức mạnh của cái gọi là tình trạng mà giống như cộng đồng mạng rất là đáng sợ. Tại vì các anh chị biết là trong thời đại hiện giờ thì mình đang sống ở trong cái thời đại là 4.0, thì cái việc đó diễn ra rất nhanh và truyền tải rất là dữ dội. Tại các anh chị biết là mỗi một giống như lượng
cái nếu mà một người mà gọi là nổi tiếng mà ở trên mạng á, mà họ có cái lượng gọi là subscriber, cái người theo dõi á, đông, thì các anh chị cứ nghĩ đi, cứ việc cỡ 1,2 triệu thì trong đó phải bao nhiêu phần trăm sẽ là theo dõi, và như thế thì sẽ là ảnh hưởng đến cộng đồng. Đó là điều đầu tiên mà mình muốn nói đó cho các bạn. Và việc thứ hai là mình thấy là cái chữ mà resort, aroma hay là bất cứ là cái từ nào mà liên quan aroma thì đều bị vạ lây. Có nghĩa là các anh chị thấy là tình trạng từ trong tuần vừa qua thì mọi người ai cũng thấy rõ ràng. Có nghĩa là mình, mặc dù là mình không hiếu kỳ, mình không phải là fan của ai hết, hay là các anh chị cũng không phải là fan của ai hết, nhưng mà các anh chị xem trên mạng họ đang la lên là có những cái resort giống như là cái tên Anna và ngay cả Aroma thì họ cũng bị đánh giá xuống còn có khoảng 1 sao, ví dụ nghe coi thông tin vậy. Và những người mà người ta mới thấy những cái tên mà Na Ná tự nhiên cũng bị vạ lây trong cái sự việc này, họ cũng phản ứng lên và họ bảo là cái này không phải là tôi mà là bạn, giống như các anh chị và các bạn đã đánh nhầm. Có nghĩa là nhiều người giống như là họ chỉ là giống như cái fan thôi, nhưng mà họ chỉ thấy vậy, họ chứ vô thấy Na Ná nhiều khi họ coi không rõ và nghe không rõ, thấy là đánh vô. Và cái điều đó là gây cho cái giống như là làm cho cái số tín nhiệm của Aroma cũng giảm. Và các anh chị thấy là chỉ cần chút phút thôi, trong tầm khoảng chừng 1 ngày hoặc 2 ngày thôi, cái lượng nguồn tin đó truyền rất lan rất nhanh và chỉ số đó làm đau hết tất cả mọi thứ trên bây giờ. Và mọi người thấy là cái sự mà đánh giá của resort đó làm cho cái những cái resort tương giống như của Aroma nó xuống còn có 1 sao, và những resort tương tự thì họ cũng bị ảnh hưởng. Và như thế có nghĩa là họ ngoài cái việc mà họ đánh post trên fanpage của Aroma hoặc là những cái trang web mà của lương tự của Aroma, thì cứ như người các fan hâm mộ họ cứ ào vô họ đánh, và khi đấy cái lượng truy cập vô cái trang đó nhiều và đánh tìm cái chữ resort cũng rất nhiều. Đó là một trong những hình thức mà sẽ làm cho cái từ khóa giống như là khi người ta vô, người ta cái click hoài trong cái từ khóa đó và tự mặc định giống như là trong Google nó lưu vậy. Và khi các anh chị và các bạn tránh cái từ khóa mà chỉ ghi resort thì những tình hình đó xuất hiện, giống như những cái tình trạng mà giống như các anh chị thấy là cái chữ mà Aroma, resort và cả cái từ mà gọi là khoa bớt cũng xuất hiện và PV cũng xuất hiện. Đó là mình muốn nói như thế. Và việc thứ hai là có việc, có nghĩa là một cái tình trạng thứ hai nữa là mọi người sẽ thấy là cái chữ mà Aroma resort á, nó xuất hiện và cái chữ resort sẽ xuất hiện rất nhiều. Và những cái gì mà gọi là cái post mà của doanh nghiệp á, thì nó sẽ dễ dàng bị lan truyền rất nhanh, vì cộng đồng mạng họ giống như là họ giống như là mình thấy là giống như là họ lan truyền rất nhanh, chỉ vì một người nổi tiếng thôi là mọi thứ, là giống như những cái gì mà doanh nghiệp đã xây dựng. Ví dụ như trở lại là mình thấy là cái sự đáng sợ là nếu như doanh nghiệp mình xây dựng rất là lâu, rất là mất công, rất là nhiều thời gian và rất là nhiều công sức, nhưng chỉ cần một cái post thôi thì mọi công sức của mình kiểu như tiêu tan hết. Do đó là cái đó là ảnh hưởng đến cái việc đó là việc quản trị của một cái doanh nghiệp, sẽ ảnh hưởng đến giống như là cái do cái việc điều hành của mình chỉ cần một khâu sơ sẩy thôi thì nó sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ, và cái việc lây lan nó rất là nhanh. Tại các anh chị biết là mình đang sống trong cái thời đại gọi là công nghệ, mỗi việc chỉ việc làm chỉ cần có một cái điện thoại thôi và kết nối mạng và mọi thứ là kể như là truyền tin rất rất là nhanh. Do đó là mình sẽ thấy như thế. Rồi, cái mà mình muốn nói tiếp nữa là với anh chị là anh chị thấy tại sao, giống ngay nhắc là cái tiêu đề là mình nói là tại sao mà mình chỉ việc đánh chữ resort mà lại xuất hiện ra một loạt như là resort Aroma hoặc là khoa bớt hoặc là piu piu. Tại vì sao? Tại vì nhiều người rất hiếu kỳ, giống như họ khi mà họ đánh cái giống như coi thông tin, giống nãy nói rồi, coi những cái thông tin, nghe bạn bè nói, thế là lên trển cũng đánh để coi tình hình đó như thế nào, ra làm sao. Cứ các anh chị cứ nghĩ đi, cứ một người đánh thì góp một phần cho cái từ khóa đó được lên, và lực lượng cái lượng người truy cập
vào đồng thời cùng một lượt vào thời điểm đấy nó rất là cao. Do đó là những cái gì mà liên quan đến giống như họ chỉ cần đánh cái chữ resort hoặc là aroma resort, mà aroma resort lại liên quan đến khoa bớt, thế là nó sẽ kéo tất cả mọi thứ lên. Và do đó mọi người cứ nghĩ là mình không có muốn tìm hiểu gì hết, nhưng mà sao vẫn đánh lên vậy, lát hồi thấy lại thấy thông tin của là aroma resort và khoa bớt hay là piu piu. Tại vì bây giờ những cái sự việc, cả ba cái sự việc đó giống như là nó giờ giống như là nó tạo thành một cái gì chuỗi dính chùm vậy. Do đó là các anh chị thấy là chỉ cần mà mình mở laptop hoặc mở mạng lên mà mình đánh mình tìm hiểu đó thì mọi cái thứ nó đều diễn tả lên đó. Thì Nga muốn nói như thế cho mọi người biết. Và cái là cái mà Nga muốn đề cập nữa đó là cái việc mà các anh chị thấy là mặc dù đã sự việc đã xảy ra hôm cỡ 10 ngày rồi, và anh Khoa thì anh ta cũng đề nghị là thôi cái sự việc này xong rồi mình dẹp qua đi, mình không đề cập nữa. Nhưng cái việc mà mọi người, anh ta bảo là không đề cập đến những cái sự việc này mặc dù nó đã xảy ra rồi, xong hết rồi, nhưng anh chị thấy là lực lượng mạng nó vẫn phát triển. Và mặc dù mình thấy là trong tình trạng trong suốt một tuần vừa qua thì mình thấy là mọi thứ gần như là giống như là càng ngày càng giống như là, nếu như chị coi là nó có nhiều khía cạnh lắm. Tại vì cái sự việc mà của Khoa đã xảy ra ở đây, mình không phải là phân tích về những khía cạnh là giống như những sự việc mà cách đối xử của nhân viên với khách hàng này kia, mình không nói chuyện đó nữa. Và mình chỉ cần nói ở đây là chị cái giống như qua cái sự việc đó thì nó rút ra được rất rất nhiều bài học. Có nghĩa là từ việc quản trị, từ việc mà cách ứng xử, từ việc mọi thứ. Giống như mình có một người chị Nha Trang live á, thì chị cũng làm, chị quê chị làm trong lĩnh vực về nhà hàng khách sạn, và chị cũng đứng cương vị quản lý trong tầm cái khoảng thời gian 13 năm. Và chị cũng chia sẻ, và ở góc độ ở đây là rút kinh nghiệm cho cái lĩnh vực mà nhà hàng khách sạn và khu resort. Đó là thứ nhất. Việc thứ hai là cách quản lý cả nhân viên, có nghĩa là mọi thứ mình phải là setup sao cho ok. Tại vì công trình thật sự các anh chị biết lắm, để gây dựng một cái thương hiệu mình mất rất rất nhiều thời gian. Cái này thật sự ra là đối với bản thân Nga thì Nga chưa trải qua trong lĩnh vực này, nhưng bản thân mình cũng có học về quản trị thì mình cũng có biết, và thầy cô mình cũng có nói rằng là, và chính bản thân mình ra mà mình coi thực tế ở ngoài đời thực tế luôn á, là một cái công ty khi mà các chị đã xây dựng ra một cái công ty, trong 5 năm đầu là 5 năm mà vất vả nhất. Nếu mà công ty vượt qua được thì những cái giai đoạn sau nó sẽ phát triển từ từ. Và khi các anh chị đã lên đến cái ngưỡng cửa, giống như cái ví dụ như các anh chị từ cái khách sạn bình thường mà các anh chị xây dựng lên 5 sao là không phải là một sáng một chiều đâu, mà có đó là bỏ ra một thời gian rất là lâu. Nhưng chỉ cần một cái phốt thôi là mình sẽ ảnh hưởng. Có nghĩa là qua cái công việc này mình sẽ học được cái gì là cái việc quản trị trong cái khách sạn, quản trị trong mọi thứ đều là quan trọng, và nó sẽ ảnh hưởng đến sau này của mình. Có nghĩa là chỉ cần một cái phốt thôi thì các anh chị sẽ thấy cái sự truyền lan nó rất 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 là nhanh. Và do đó là cái mình muốn nói là chỉ cần trong một tuần vừa qua thôi là vụ của Khoa ảnh hưởng rất nhiều. Và nó giống như chỉ cần sell cái từ khóa đó lên thôi, chữ resort thôi, bao nhiêu người chết đã là nó lên. Và việc kế tiếp nữa, tại sao nữa thì Nga cũng có nói rằng do gần lễ nên mọi người ai cũng muốn chuẩn bị kỳ nghỉ cho gia đình mình thật là tốt, nên mọi người đều muốn đi nghỉ ở những vùng giống như là vùng biển rồi đồi núi này kia. Ví dụ như ở Việt Nam mình thì có Phan Thiết, Mũi Né, Nha Trang, Vũng Tàu rồi Đà Lạt, thì đa số là vùng biển thì mình sẽ ở khu vực resort, theo đó mình đánh chữ resort. Và resort lại dính líu đến cái từ mà hồi nãy nghe nói rồi, đến thiếu cái chữ aroma resort Phan Thiết á. Thế là khi mà đánh vô cái chữ resort thôi thì chẳng may là nó kích thích thêm nữa, thì nó sẽ giống như là cái này là những anh chị mà học về lĩnh vực mà sale về công nghệ IT thì các anh chị sẽ hiểu rõ. Có nghĩa đánh cái tự nhiên xong mình không có muốn tìm hiểu về những thông tin này nhưng nó vẫn xuất hiện ra. Tại vì sao? Hiện tại trong khoảng thời gian này cái lượng người truy cập rất là đông, và các anh chị biết là nó đẩy rất là nhanh. Và Nga điển hình như Nga cũng có nói các anh chị là
bạn bè của Nga có một số anh chị làm về lĩnh vực resort ở ngoài Phan Thiết thôi, Nha Trang thôi, và bây giờ tự nhiên không cái việc mà giống như là quảng cáo những cái nơi đó, tự nhiên đồng chỉ cần trong chút chốc thôi, cái tự nhiên cũng có một phần sale vô trong cái phần đấy. Do đó là mình chỉ giới nghĩa là đối với Nga thì Nga không rành trong lĩnh vực công nghệ thông tin, nhưng mình chỉ có nắm được một chút xíu về giống như dạng mình cũng học chút xíu về cái lĩnh vực mà sale trong công nghệ, nên trong giống như trong web của Google thì mình cũng hiểu, có nghĩa khi mà mọi người cứ tìm kiếm đó là nó sẽ được đẩy lên. Và các anh chị ngay cả bây giờ hồi nãy Nga cũng thử test rồi, Nga vô Nga chánh chữ resort thôi, thì khúc đầu nó quảng cáo những cái resort hoặc là những cái website về resort cho trong cái kỳ nghỉ. Kế tiếp tự nhiên trong top 10 trang đầu thôi thì sẽ xuất hiện cái chữ là Aroma Resort, và lính líu đến chuyện là khoa bất này kia. Do đó là mình chỉ tóm lại là trong thời buổi công nghệ thông tin, thời đuổi công nghệ 4.0 thì chỉ cần một cái phốt tí xíu của mình thôi sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Và do đó là lý do tại sao mặc dù cái sự việc đã qua rồi, nhưng cái việc mà về mà đánh chữ resort mà vẫn xuất hiện Aroma Resort là như thế. Và mình cũng xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã lắng nghe Nga. Và Nga chỉ có giống như là mình chia sẻ một chút xíu cái những cái gì mình cảm nhận, và bạn bè mình cũng có hỏi và mình cũng coi được thông tin. Và mình cũng qua cái sự việc này là mình thấy là mình cũng học được một số điều. Mặc dù mình không phải là doanh nghiệp nhưng mỗi chúng ta đều có thể học được. Có nghĩa là không phải cần doanh nghiệp, chỉ anh chị là cá nhân, công trình mình gây dựng bao nhiêu năm, mà nếu như chính bản thân mình mà cũng có một cái phố thì nó cũng sẽ ảnh hưởng đến mình. Và Nga cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi cái chương trình này của Nga. Và cảm ơn tất cả mọi người nhiều. Và các anh chị có thể Nga sẽ có những cái giống như qua cái sự việc này, Nga cũng học được nhiều điều lắm. Và Nga sẽ kể tiếp cho các anh chị nghe một cái số việc xoay quanh cái việc mà book phòng này kia, của trang web này kia, mọi thứ và những cái cách mà các anh chị có thể booking trên mua vé máy bay cho những cái kỳ sắp tới. Tại vì Nga cũng có biết những một số cách để book, và Nga sẽ có thể là hướng dẫn các anh chị, và các anh chị có thể nghe theo hay không nghe theo tùy các anh chị. Nhưng chính bản thân Nga cũng đã book và mua được những cái vé rẻ. Và Nga cảm ơn tất cả mọi người. Nếu các anh chị thích thì các anh chị có thể cho Nga một cái like, hoặc các anh chị có thể là đăng ký và theo dõi. Nga sẽ chia sẻ các anh chị cái cách thức mà book vé máy bay, hoặc là chuẩn bị cho những cái chuyến bay mà quốc tế được nhiều mọi sự thuận lợi nhất. Và cảm ơn tất cả mọi người nha.